trước á, da mình hai cái khóe này rãnh cười nó sâu lắm, nhưng mà mới làm căn chỉ ở PP Tân Mai thì mình cảm thấy nó hài lòng, cái rãnh cười mình cũng biến mất hẳn đi nè. Rồi cái ngay cái đuôi mắt, cái khóe mắt mình cũng hết nếp nhăn luôn, mình cảm nhận được là nó căng da. Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. Bihi Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực.